Nguyễn Bình Khiêm sinh năm Tân Hợi, đời vua Lê Thánh Tông, tức năm Hồng Đức thứ 22 1491 tại làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, Hải Dương, nay là làng Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Sinh trưởng trong một gia đình danh gia vọng tộc, thân phụ ông là Thái Bảo Nghiêm quận công Nguyễn Văn Định, thân mẫu là bà Nhữ Thị Thục, con gái quan thượng thư Nhữ Văn Lân, là người giỏi văn thơ và am hiểu lý số, nên Nguyễn Bình Khiêm từ sớm đã tiếp thụ truyền thống gia giáo kỷ cương. Tương truyền ngay từ khi Nguyễn Bình Khiêm cất tiếng khóc chào đời, thấy con mình có tướng mạo khác thường, thân mẫu của ông đã dốc lòng đào tạo con trai thành một tài năng giúp nước cứu đời. Nguyễn Bình Khiêm khôi ngô tuấn tú, tư chất khác thường, một tuổi ông đã nói sõi, lên năm tuổi được mẹ dạy cho kinh sách, truyền miệng cho văn thơ chữ nôm, ông học đâu nhớ đấy, không quên chữ nào. Lớn lên ông theo học bằng nhãn lương đắc bằng ở làng Lạch Triều, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Ông sáng dạ, thông minh lại chăm chỉ học hành nên được thầy rất khen ngợi. Với trí tuệ mẫn tiệp, thông minh từ nhỏ, lại gặp thầy giỏi khác nào như rồng gặp mây, Nguyễn Bình Khiêm sớm thành tài năng kiệt xuất nổi tiếng và sau này tài học vấn uyên thâm của ông đã vượt xa thầy. Tương truyền Lương Đắc Bằng là người giỏi lý học, đã đem sách Thái Ất Thần Kinh ra dạy cho học trò. Nhưng có những điều trong sách ấy, Lương Đắc Bằng cũng không hiểu được mà chỉ có Nguyễn Bình Khiêm sau này mới tinh thông. Ba lần thi hương, thi hội, thi đình, Nguyễn Bình Khiêm đều đỗ đầu và đỗ trạng nguyên. Vì ông đỗ trạng nguyên và được phong tước Trình Tuyền Hầu nên dân gian gọi ông là Trạng Trình. Từ đấy, ông làm quan với Tân Triều, nhà Mạc phong chức Tả Thị Lang, chức đứng hàng thứ ba trong bộ hình. Triều đình nhà Mạc rất trân trọng Nguyễn Bình Khiêm. Ông hy vọng triều đại nhà Mạc có thể xây dựng lại đất nước. Lúc này, Mạc Đăng Dung đã nhường ngôi cho con là Mạc Đăng Doanh và rút về làm Thái Thượng Hoàng. Doanh là người tỏ ra có chí khí đảm lược. Nguyễn Bình Khiêm, một nhà học giả uyên thâm, một trí thức dân tộc đã nhìn thấy điều đó. Và ông hy vọng, với nhân vật này, triều đại mới có thể đưa đất nước thoát khỏi tình trạng rối ren mà vua Tôi nhà Lê và các tập đoàn phong kiến trước đó gây ra. Nhưng niềm tin đó bị thất vọng. Là một học giả, học rộng biết nhiều, trong thơ ông hay nhắc tới sự thăng trầm, thương hải bến vi tăng điền, biển xanh biến thành nương dâu, của đất trời tạo vật và cuộc đời trôi nổi như phù vân. Ông thương xót cho vận mệnh quốc gia và cảm thông sâu sắc tình cảnh của dân đen con đỏ. Ông thật sự mong muốn đất nước thịnh vượng thái bình. Tương truyền, hình như để tránh những cuộc binh đao khói lửa tương tàn cho chúng dân và nhìn thấy trước thời cuộc, vận mệnh của đất nước trong hoàn cảnh ấy chưa thể có những lực lượng đảm đương được việc thống nhất, nên khi các tập đoàn phong kiến đến hỏi kế sách, ông đều bày cho họ những phương sách khác nhau để giữ thế chân vạc. Năm 1568, Nguyên Hoàng thấy anh là Nguyễn Uông bị Trịnh Kiểm sát hại, lo cho số phận nên đã ngầm cho người hỏi kế an thân. Nguyễn Bình Khiêm nói, Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân, ngụ ý nói, dựa vào một giải Hoành Sơn có thể lập nghiệp được lâu dài. Thế là Nguyễn Hoàng tức tốc xin anh rể là Trịnh Kiểm cho vào trấn thủ đất Thuận Hóa, từ đèo ngang trở vào và lập nghiệp lớn truyền cho con cháu. Tại Thăng Long, thời ấy chúa Trịnh cũng ra sức ức hiếp vua Lê và muốn phế bỏ, liền cho người hỏi ý kiến Nguyễn Bình Khiêm. Ông không trả lời và lẳng lặng dẫn sứ giả ra thăm chùa và nói với nhà sư, giữ chùa thờ Phật thì an oàn. Ngụ ý muốn khuyên chúa Trịnh cứ tôn phò nhà Lê thì quyền hành tất giữ được, nếu tự ý phế lập sẽ dẫn đến binh đao. Còn đối với nhà Mạc, sau những cuộc chiến tranh liên miên, phải bỏ chạy lên Cao Bằng thế thủ, vua Mạc cho người về hỏi ý kiến Nguyễn Bình Khiêm, ông đã trả lời. Cao Bằng tuy thiển, khá diễn sổ thể. Cao Bằng tuy đất hẹp, nhưng có thể giữ được vài đời. Quả nhiên, mãi đến năm 1688, sau ba đời giữ đất Cao Bằng, nhà Mạc mới bị diệt. Các truyền thuyết trên đây muốn chứng tỏ rằng Nguyễn Bình Khiêm là người có tài tiên đoán, đo nắm được bí truyền của sách Thái Ất Thần Kinh. Và lại còn truyền thuyết nữa về Trạng Trình với tập Trình Quốc Công Sấm Ký. Tương truyền trong tập sách đó, ông đã tiên tri và biết trước các sự việc nhân tình thế thái thời cuộc xảy ra 500 năm sau. Thực hư thế nào vẫn còn là vấn đề cần phải nghiên cứu khẳng định hay phủ định của các học giả Việt Nam sau này để trả lại giá trị xứng đáng cho Nguyễn Bình Khiêm. Đương nhiên, một điều cần khẳng định, Nguyễn Bình Khiêm thật sự là nhà học giả thượng thông thiên văn, hạ chi địa lý, trung chi nhân sự. Trên trời hiểu thiên văn, dưới đất tường địa lý, ở giữa hiểu con người.
Về quê, Nguyễn Bình Khiêm đã nghĩ ngay đến dân làng. Dân là gốc của quốc gia, phải làm cho gốc ấy được luôn vững bền. Ông đã lập ra Trung Tân Quán để dạy dỗ dân và dựng am Bạch Vân làm nơi ở, cũng là nơi sáng tác những bài thơ giáo huấn dân đời. Nhưng tại Tân Quán ngày đêm mở cửa hoài để sống gần và sống có ích cho dân. Những người mà càng gần gũi thì ông càng yêu mến. Vì ông đã thấy rõ rằng, những tranh giành danh lợi, suy đồi phong hóa chỉ có ở tầng lớp quan quyền giàu có. Còn đa số dân chúng thì vẫn sống lành mạnh với truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tuy nhiên, ông vẫn khuyên dân đừng bắt chước những người quyền thế, không biết nghĩa nhân, chỉ ưa điều lợi, là điều dễ đưa đến sự hỗn loạn. Ông giảng dạy làm thơ nói về đạo lý, mà chính là phản đối những phe phái đang tranh giành lợi lộc trong triều, đưa quốc gia đến suy vong. Điểm đặc sắc của Nguyễn Bình Khiêm là những bài thơ về nhân tình thế thái, đề cao đạo lý thánh hiền, có tính giáo huấn rất cao. Ông khuyên con người dù giàu dù nghèo nên sống khiêm tốn. Giàu sang trọng cũng do trời, ta có chi kiêu với ai. Đừng có quan trọng cái được mất ở đời. Có chẳng dữ dàng không chẳng lụy, được không háo hức mất không lo, và cũng không nên quá tham lam. Nguyễn Bình Khiêm đã để lại cho hậu thế những tác phẩm văn thơ có giá trị như tập thơ Bạch Vân gồm hàng trăm bài thơ chữ Hán còn lưu lại và hai tập Trình Quốc Công Bạch Vân thi tập và Trình Quốc Công Nguyễn Bình Khiêm thi tập, hay còn gọi là Bạch Vân Quốc Ngữ Thi, với hàng trăm bài thơ chữ Nôm. Thơ Nguyễn Bình Khiêm giàu chất liệu hiện thực, mang tính triết lý sâu xa của thời cuộc. Ông phê phán gay gắt bọn tham quan vô lại hút máu, hút mủ của dân. Thơ ông còn truyền đạt cho đời một đạo lý đối nhân xử thế, đạo vua tôi, cha con và quan hệ bầu bạn, làng xóm láng giềng. Đọc thơ ông là thấy một tấm lòng lo cho nước, thương đời, thương dân và một tâm hồn suốt đời ra diết với đạo lý. Tiên thiên hạ chi ưu phi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nghi lạc. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Vì thế khi về ở ẩn, ông mở trường dạy học, mong đào tạo cho đời những tài năng kinh bang tế thế. Học trò của ông có nhiều người trở thành danh tướng trạng nguyên như Phùng Khắc Khoan, Lương Hữu Khánh, Nguyễn Quyền. Với sự uyên thâm vốn có, Nguyễn Bình Khiêm được triều đình nhà Mạc và sĩ phu đương thời phong là Trình Tuyền Hầu, tức là một vị hầu tước khơi nguồn cho dòng suối triết học của họ Trình, tức Trình Di, Trình Hiện, hai nhà triết học khai phá ra phái Lạc Dương của Tống Nho, hoặc đời còn gọi ông là Cụ Trạng Trình. Tuy vậy, triết học của ông là triết học đã được sống dậy, biểu hiện trong thơ như những gợi ý mách bảo của cuộc sống thực tiễn. Ông chất lọc từ trong nhận thức triết học mà mình thu lượm được, phép biện chứng nhìn bên ngoài có vẻ như thô sơ để giải đáp nhiều hiện tượng tự nhiên và xã hội nảy sinh ở quanh mình. Trong thơ ông, ngoài mặt triết lý nhân sinh, nổi bật lên những suy ngẫm chiêm nghiệm, đúc kết như muốn vươn lên khái quát luật đời bằng những phạm trù triết học. Vì thế, ông rất hay dùng đến những cặp phạm trù đối lập như đen trắng, tốt xấu, đầy vơi, sinh diệt, vuông tròn để giải bày quan niệm triết lý nhân sinh của mình. Tuy nhiên, một hạn chế rất dễ nhận thấy trong tư tưởng triết học của Nguyễn Bình Khiêm là tuy nắm được phép biện chứng nhưng vẫn nặng về duy tâm. Quan niệm về sự phát triển của ông còn nằm trong khung tròn khép kín chứ chưa phải là vòng tròn xoáy ốc. Đó là sự phát triển tuần hoàn, là cái phép biện chứng của Chu Dịch. Ông đã nhận được trong nền giáo dục nho học đương thời, cộng với phép biện chứng thô sơ của Lão Tử trong Đạo Kinh. Đó cũng là một trong những hạn chế đương nhiên của rất nhiều nhà triết học cổ đại. Nhìn lại toàn bộ tiến trình lịch sử và con người thế kỷ 16, Nguyễn Bình Khiêm xứng đáng là cây đại thụ, nhà học giả, nhà triết gia của thế kỷ. Nhận xét về Nguyễn Bình Khiêm, nhà sử học Phan Huy Chú đã viết trong bộ sách lớn Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí, một bậc kỳ tài hiền danh muôn thuở. La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp khi về thăm đền thờ Nguyễn Bình Khiêm có bài thơ Quá Trình Tuyền Mục Tự. Qua thăm đền cũ Trình Tuyền, đã xem Trình Tuyền là người có tài, huyền cơ tham tạo hóa, nắm được huyền vi xen vào công việc của tạo hóa. Tiến sĩ thời Hậu Lê Vũ Khâm Lân đã làm bia ở đền Trạng Trình và nói rằng danh tiếng Trạng như núi Thái Sơn sao bắt đầu, nghìn năm sau như vẫn một ngày. Từ xưa nay, mọi người đều khẳng định và ca ngợi cái tài tiên tri của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Hiện nay trong giới nghiên cứu còn lưu hành cái bộ gọi là Trình Quốc Công Sấm Ký, mà chúng ta thường gọi tắt là Sấm Trạng Trình. Thực ra, về mặt văn bản học, chúng ta còn phải nghiên cứu kỹ và nghiên cứu sâu sắc hơn nữa để đi tới kết luận là cái bộ Trạng Trình Quốc Công Sấm Ký ấy có đích thực của Nguyễn Bình Khiêm hay không là một vấn đề. Thế
Thế nhưng dù sao chăng nữa, cái hiện tượng ấy nó là có thật. Vậy thì bây giờ giải thích hiện tượng tiên tri Nguyễn Đình Khiêm như thế nào? Thì quan điểm của tôi là như thế này. Liệu phải chăng Nguyễn Đình Khiêm có phải là nhà tiên tri biết được hết mọi việc không? Thì có lẽ các bạn biết thừa là không có chuyện đó, phải không ạ? Không ai có thể biết hết mọi việc ở trên đời này được. Nếu Nguyễn Đình Khiêm có biết được những sự việc trong thời đại ông, thậm chí xảy ra sau đó 10 năm, 20 năm, thì chuyện đó tôi cho là bình thường. Trước ông, Nguyễn Trãi cũng là người biết như thế. Khi còn đang ở Lam Sơn, Nguyễn Trãi biết là cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh nhất định thành công. 10 năm sau nhất định tiến ra Đông Đô để giải phóng Thăng Long. Nguyễn Trãi đã từng nói trong nhiều bài thơ thế. Thì cái người, những người trí thức lớn của dân tộc, và sau này cũng thế thôi. Bác Hồ chúng ta cũng có tài tiên tri cả. Những người trí thức lớn dân tộc khi có những hiểu biết sâu sắc, ngày nay ta gọi là phép biện chứng. Ngày trước thì là phép người ta biện chứng thô sơ trong kinh dịch. Thì đều nhìn ra sự vận động của là sự việc và thời thế. Tôi cho cái việc Trạng Nguyên Nguyễn Đình Khiêm biết được, tiên tri được những sự việc xảy ra trong xã hội ông về triều Mạc, sự hưng vong của triều Lê, sự phục hưng của triều Mạc, rồi sự hưng vong của triều Mạc, để chuyện đó là chuyện bình thường. Bởi vì các bạn biết rằng là kinh dịch ấy, nó dạy một cái quy luật nó gọi là đại hành hóa. Có nghĩa là mọi con người, mọi gia tộc, mọi quốc gia và kể cả thế giới này đều theo một quy luật gọi là thành, thịnh, suy và hủy. Có nghĩa là có giai đoạn thành, có giai đoạn thịnh trị, có giai đoạn suy vong và có giai đoạn hủy hoại. Như vậy Nguyễn Khiêm cũng nằm trong cái quy luật đấy thôi. Ông cũng nhìn cái điều đó thôi. Cho nên vì thế, nếu mà tin quá rằng là Sấm Giảng Trình là mọi việc đều Nguyễn Đình Khiêm đều biết trước, hàng 500 năm sau, thì đấy là một niềm tin theo tôi là ngây thơ, không nên tin thế. Thế còn nhiều cái mà những giai thoại gán cho cụ, thì trong thực tế nhiều nhà khoa học đã từng nói, trong đó tôi đồng ý với ý kiến của giáo sư Vũ Khiêu. Giáo sư Vũ Khiêu cho rằng trong một thời buổi loạn ly như thế, khi mà trình độ dân trí thấp như thế, khi mà khoa học, kỹ thuật cũng như khoa học nhân văn phát triển kém, thì con người ta dễ mê tín lắm. Dễ mê tín lắm và dễ mà nó nhìn sự việc nó một cách huyền thoại và thậm chí thần thánh hóa Nguyễn Đình Khiêm lên. Nhất là thấy cụ lại đỗ ba kỳ thi đều đỗ đầu, một con người giỏi giang thế thì cứ tưởng rằng cụ cái gì cũng biết. Nhưng tôi tin rằng nếu cụ Nguyễn Đình Khiêm có sống lại, cụ cũng không dám nhận là cái gì mình cũng biết, mà không dám nhận là tiên tri được 500 năm để biết được những sự việc hôm nay của chúng ta. Đấy, tôi cho là như thế. Cho nên vì thế Trình Quốc Công Sấm Ký hay là Sấm Giảng Trình là có, nhưng cái phần thực sự là những lời tiên tri của Nguyễn Đình Khiêm là không nhiều, và sau này có thể do người sau người ta thêm bớt vào. Ngày nay, toàn bộ quần thể đền thờ Trạng Trình Nguyễn Đình Khiêm được quy hoạch trên một diện tích rộng 5,7 hectare thuộc làng Trung Am quê ông. Qua khỏi cổng Tam Quan với ba chữ Hán Trung Am Từ tức đến Trung Am là ngôi đền thờ chính gồm 3 gian, là nơi đặt tượng và bài vị của Nguyễn Đình Khiêm. Tượng ông được làm bằng gỗ, trông thấy ngồi trên ngai, mình mặc áo rồng vua ban, đầu đội mũ cánh chuồn, tay phải cầm cuốn tập giơ lên như đang giảng đạo thơ cho các học trò. Phía trước đền là hồ Thái Nhâm, trên khoảng đất giữa hồ có cầu bắc qua, còn tấm bia đá làm năm Vĩnh Hựu nhà Lê 1736 ghi lại việc làm đền thờ Trạm và tên những người đã đóng góp xây dựng đền. Trải qua mưa nắng và thời gian, nhiều chữ trên bia đã mờ khó đọc. Đi ra phía sau đến khoảng hơn 100 mét là ba gian lợp cói, mô phỏng Bạch Vân Am là nơi Nguyễn Đình Khiêm sau khi từ quan đã về dạy học làm thơ. Bên phải Bạch Vân Am là khu vực tượng đài Nguyễn Đình Khiêm và cáo phù điêu. Hàng năm cứ đến ngày 23 tháng 12, người dân trong vùng và các nơi lại kéo về đền thờ tế lễ dâng hương tưởng niệm ngày mất của Trạng Trình Nguyễn Đình Khiêm với tấm lòng thành kính ngưỡng mộ một bậc danh nhân lớn của dân tộc.